nằm cách thành phố Nha Trang khoảng 35 km về phía nam. Chùa Ốc tọa lạc trên đường 3 tháng 4, phường Cam Linh, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, là một điểm đến thú vị với khách thập phương. Gọi là chùa Ốc hay chùa San Hô, nhưng tên thật của chùa là Tự Vân. Chùa được xây dựng năm 1968. Sở dĩ có tên gọi là chùa Ốc vì nơi đây có những công trình kiến trúc độc đáo do các nhà sư xây dựng bằng đá san hô và vỏ ốc, vỏ sò. Ấn tượng nhất với du khách khi đến tham quan chùa Ốc là tòa tháp Bảo Tích được xây dựng bởi những viên đá san hô xếp chồng lên nhau, kết hợp với vỏ ốc, vỏ sò, tạo nên những hoa văn độc đáo và mang đậm phong vị biển. Tháp được xây dựng năm 1995 và phải mất 5 năm mới hoàn thành. Tháp cao 39m, có 8 cửa tượng trưng cho bát chánh đạo gồm chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Bên trong tháp có 2 tầng, tầng trên thờ Phật, tầng dưới là nơi du khách dừng chân chiêm ngưỡng không gian với những hoa văn độc đáo từ hàng ngàn vỏ ốc, vỏ sò. Ngoài tháp Bảo Tích, chùa còn có những công trình khác khá ấn tượng. Nổi bật là đôi rồng được thiết kế hoàn toàn bằng vỏ ốc, vỏ sò đưa về từ Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng. Mỗi bộ phận trên cơ thể rồng được thực hiện bằng một loại vỏ ốc, vỏ sò khác nhau, nhưng có điểm chung là rất tỉ mỉ, công phu. Với những nét độc đáo, chùa Ốc không chỉ là nơi tu hành mà còn trở thành một điểm tham quan thú vị với du khách gần xa.